Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 tại huyện Kim Bôi. Sự buổi tiếp xúc có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã thông báo với cử tri huyện Kim Bôi về kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Những nội dung được thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa chính trị to lớn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng đất nước. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Kim Bôi đã kiến nghị tới đại biểu các vấn đề cần được quan tâm tại địa phương, như kiến nghị sửa đổi tăng thêm chế độ mức thù lao cho cán bộ hội người cao tuổi các cấp, vấn đề sắp xếp cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập các xã trên địa bàn huyện Kim Bôi đến năm 2025, kiến nghị chính phủ điều chỉnh giá xăng dầu một cách hợp lý để tránh tình trạng giá cả sinh hoạt đang tăng cao. Đối với việc điều chỉnh giá sách giáo khoa, các cử tri đều có ý kiến cho rằng giá sách vẫn còn ở mức cao, đặc biệt cần loại bỏ những sách tham khảo không cần thiết để người dân vùng sâu vùng xa có điều kiện chăm lo cho việc học tập của con em mình. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu và giải trình, làm rõ thêm về các kiến nghị của cử tri, đồng thời ghi nhận các kiến nghị, tổng hợp trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.